Postcard mở chuyện hẹn hò đang phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube V Shows. Dịu lại dạ. Dịu lại. Dịu lại. Bập bên một. À, chúng ta còn 5 người chơi. Xin hỏi các bạn sẽ lựa chọn ưu tiên gái chứ đi? Anh cho em hỏi là mình đang đứng ngẫu nhiên đúng không ạ? Vâng ạ. Thì tại sao mình lại đứng theo thứ tự từ thấp đến cao ạ? Do nó ngẫu nhiên mà. Nhưng mà mình dùng từ khác, đừng dùng từ thấp đến cao được không ạ? Em đang ngoài bìa. Từ không cao đến cao hơn. Thôi xin lỗi ạ. Mình tiếp tục chương trình đi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một người để gọi là tư vấn. Chọn ai? Chọn anh đi em, cho anh có cơ hội xuất hiện. Bé Châu, em rất là duyên dáng, em không hề vô duyên. Hồi nãy là nó xạo thôi. Châu, chọn anh đi. Hồi nãy là em thấy là anh Lâm với chị Dạ là team em đầu tiên. Cứ dìm em thôi, nhưng mà mỗi sự lựa chọn đều liên quan tới tương lai của mình. Bây giờ đứng ở đây rồi, không có anh Lâm với chị Dạ thật sự là rất là cảm thấy thiếu vắng. Nên là em nghĩ là anh đi Châu, cho một cơ hội. Anh hứa nha. Em rất là duyên. Chết. Mọi người đang trù em xuống đó. Em duyên lắm. Đừng chọn. Em đã coi chương trình này rồi và em thấy là anh Lâm là đã trúng phần thưởng cuối cùng. Liên tục. Em cần cái điều đó. Đây. Gia đình em cần điều đó. Em đang đi làm đường lạc lối. Chị Dạ. Châu. Phải là anh. Ôi. Chị. Sao em? Sao em? Không, em nhìn chị Dạ không có tính hỗ trợ em. Vô đó. Chị hiểu ánh mắt em rồi đó. Em phải giúp chị nha. Chị nãy giờ đây là cái bậc bên không? Mới số ký của em và Juno cộng lại có phải là cao nhất hay chưa? Còn sao đôi khi là ký số cân nặng nó sẽ an toàn thôi. Nhanh đi ạ. Anh Lâm. Chọn anh Lâm. Thế chọn ai? Ủa là phải chọn bốn người trên kia anh. Em cứ chọn đi, đừng hỏi gì nữa. Em sợ. Em là an toàn nhất ở đây á. Cũng hay hát chung với Nhi nhưng mà chơi game dở lắm. Càng dở thì càng chọn ở vòng này. Thôi chơi đi, vô Nhi đi cho xuất hiện, cho vui là thế này. Hay là thất nghiệp quá. Tình yêu nhau, tụi nó có nhau. Chúng ta mày chị ơi. Để tụi cho có nhau, bà đầu chặt cờ tụi nó chúng ta con. Chị ta không bị loại. Bé ca sĩ á, bé ca sĩ. Bữa là tôi là hát nhép à. Rồi ST chọn ai? ST sẽ chọn Dạ đi, chọn Dạ đi. Chị Dạ thương lắm, chị tốt lắm. Chị Dạ rất là tốt với em luôn á. Hỗ trợ game mình nhiều. Dĩ nhiên phải là Lâm Vĩ Juno. Rồi, như vậy là còn hai vị trí đúng không? Dĩ nhiên vậy là còn lại là anh Giang chơi hả? Không, chưa. Hữu Tính chọn ai? Làm gì làm, em vẫn thương con người của Dạ. Ủa anh Giang đâu còn sự lựa chọn nào mà anh... Vẫn còn. Lâm với Dạ hoặc là một trong ba người còn lại chơi hai lần. Em sợ quá nha, em tưởng còn ai ngồi gần em. Em muốn Dạ chọn em. Nghĩa là bây giờ là em là người được lựa chọn đúng không anh Giang? Tính Dũng, tính hai bạn này thì cùng sai với nhau. Ai cũng được. Nhưng mà em thấy Dũng có vẻ thú vị hơn. Em xin phép được chọn Dũng à. Cuộc đời này chớ tin ai hết, đừng có tin ai hết. Bởi vì người ta nói chọn thì chọn đi, vì đặt đẩy người ta lại rồi người ta làm cho quê. Em không nói gì hết, anh đỡ quê hơn. Em sẽ chơi với anh. Đó. Thấy không? Chết rồi thôi ấy. Đó, thì bởi vậy cái người không toan tính, cái người á, tôi không dám chọn, người ta cứ chọn tôi thì chọn thì thôi, sẽ được nhiều hơn những gì mình muốn. Sao nãy không biết là mình không được chọn. Với lại anh cũng hay chọn mấy người có duyên nữa. Luật chơi như sau. Vòng 3, bập bên 1. 5 người sẽ chơi bập bên với 1 trên đầu, số lượng bằng nhau. Sau thời gian quy định, cần số 1 còn lại của mỗi người. Tất cả bên phải, em đi. Ai có 1 nhiều nhất, loại. Nhiều lại, em đúng lại, nhiều lại. Ai có 1 ít nhất, loại. Ngửa ra. Bắt đầu. Rồi, cặp chơi đầu tiên là cặp chọn đầu tiên. Chiến Nguyễn Minh Châu và Lê Dương Bảo Lâm. Chết rồi, có chiến thuật gì không anh? Thôi, có chiến thuật nhẹ nhàng tính coi thôi. Ủa, chết rồi, cái này phải ấy trước, cái đó, cái mũ. Từ. Tính thấy Dạ mặc áo mưa cho Dũng gì được không? Dễ thương. Cặp đó không chơi đứng dạng ra bên đi ạ. Chưa hết. Ngồi im. Nhẹ nhàng thôi. Lấy báo nè, go. Em thẳng cái đầu đi thôi, tất cả mọi thứ để anh lo. Phải không, anh chị em nha. Và bây giờ để xem thời của ai sẽ tới. Số lượng 1 còn lại bên trong sẽ quyết định
việc chúng ta dừng lại hay đi tiếp. 1 phút bắt đầu. Lỗi, xin lỗi em, xin lỗi em. Anh hết chưa? Em giữ nó không được. Không còn gì. À, có gì đâu nữa giữ. Anh Lâm. Còn gì đâu nữa giữ. Lê Dư Mạnh Lâm. Còn gì đâu nữa giữ. Lê Dư Mạnh Lâm. Lỗ. Chơi xíu đi, lấy hình. Chơi xíu lấy hình cho vô. Lê Dư Mạnh Lâm. Phút là gắn hết cái vô. Anh Lâm, anh gắn hết cái đó vô người. Ê, no. Bây giờ mình bập bên sao cho nó bay ngược vô đầu nữa. Anh nói anh giúp em có cái iPhone nè. Nói rồi đừng chọn Lâm mà cái lì. Chơi cho vui thôi chứ. Không phải nhanh đâu, kỹ thuật, quan trọng là kỹ thuật. Lại được không, có như tụi em nhát mọi người. Nhưng mà vấn đề là bây giờ làm cái này có ý nghĩa gì nữa à? Đâu có ý nghĩa gì đâu à. Hết giờ. Em nói em rồi, em cứ cãi, thấy không? Anh nói là đừng chọn Lâm, em cứ cãi. Từ từ cái chuyện nó rớt. Vẫn còn nha. Rớt vô người con. Còn nước còn tát. Con. Giữ. Ê, xuất sắc nha. Vậy là ổn đó nha. Còn nha. Còn. Giấu đi. Còn. Rồi, Tăng Phúc, Thảo Nhi, lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi. Mạnh lên. Rồi. Mạnh. Hết chưa? Đã rồi. Hết một chưa? Đã luôn rồi. Rồi, giữ đó. Chết mồ nhiều quá. Chết nhiều quá vậy. ST 3, 2, 1, go! Mạnh đi vui, dễ dàng. Chán ghê em đi. Anh ơi, rất nhiều. Hết rồi. Em thấy hợp lý rồi đó. Phải không? Dung ơi! Mạnh lên đâu? Thôi thấy được rồi, anh đi chậm tới nữa. Mạnh lên! Nhiều quá tí rồi! Tiến nữa! Ê, giỏi nha! Wow, giỏi! Tử Dũng! Mình ý thức trò này là trò gì nha. Không có biểu cảm được các kiểu nha. 3, 2, 1, go! Dịu lại vậy. Dịu lại! Dịu lại! Còn nhiều lắm. Rồi dừng lại. Rồi giữ mà lên đi kia. Thử tính, một lên tô. Làm giúp mình. Anh Giang nhiệt tình luôn nha. Nhiệt tình chứ. Bị cắn cái gì? Không sao. C. Hữu Tính, Trường Giang sẵn sàng chưa? Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Mạnh anh ơi, đúng rồi. Ngửa ra. Ngửa ra. Nó đi luôn á. Thôi. Em thắng luôn nha bé ơi. Ủa, nó không ra miếng nào nữa vậy? Ủa, nó còn miếng nào vậy? Còn nhiều lắm. Còn nhiều, cố lên. Tôi không thấy nó ra miếng nào. 1, 3, 2, 1, hết giờ. Đúng rồi. Em kêu đổi xe đổi đi. Rồi lên kia đứng luôn. Chứ mình đi về của mình đi ha. Rồi, về đi ạ. Về đi ạ, mình về mình hỗ trợ xong ạ. Ở đây hết vui rồi. Đây là của ST nha mọi người. An toàn. 0,005 ST đúng chưa? Dạ đúng ạ. Hình như cái này là cái số ký của cái chúng ta tính chung gì đó. Dạ. Bấm 0. Đúng chưa? Dạ rồi. Hữu Tính. Thôi, Hữu Tính qua. Phúc. Để
em tự cầm được. Đâu phải, phải. Đợi tôi, đợi, 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 đợi. Đừng. Tính dốc cục đá y chang y nghi hả em? Làm bánh nhưng mà cân dữ vậy anh. Bánh. Bánh. 0,150. Toán. Đây. Một lạng mấy luôn. Làm bánh hay sao? Nhỏ này muốn làm bánh nè. Ngủ tỉ mỉ quá. Đâu, Châu. Từ anh. Anh nhẹ nhẹ tay anh. Anh đây từ từ nha. Có anh đi mà. Anh nói nhỏ nhỏ thôi, không hơi nó bay nữa. Dốc hết chưa? Dốc hết chưa? Chạy không anh? Chạy số không? Không chạy số. Nhưng mà có bộ. Nhưng mà bằng mắt thường là thấy. Nhưng nó cân tiểu ly kìa. Đây. Tính. À, có luôn. Có nha. Trời ơi. Tính thì để đây. Nha, lát mình đo mắt thường. Đó. Rồi. Ủa, em có thấy gì đâu anh Giang. Từ từ camera sẽ sợt xong. Dũng. Vét đi. Sao không vét? Có đập rồi nãy lỡ thở. Rồi. Bay. Camera. Một camera lên mới thấy được. À, cái tô này chính là bột của chế Nguyễn Quỳnh Châu. Cái cân này nó cái trọng lượng nó lớn hơn. Phải cân cân nhỏ xíu thì mới cân được. Nhưng mà chúng ta bằng mắt thường mới thấy được. Đây là chế Nguyễn Quỳnh Châu và đây là Hữu Tính. Và đây là Tướng Dũng. Là thấp nhất. Xin cảm ơn. Đặc biệt cái trò này chơi là ai ở giữa thua. Đúng rồi. Sao? Đây là lỗi người ở giữa. Cái đâu? Ủa hai anh cố tình nhường. Hai người bị loại là Tuấn Dũng và Tăng Phúc. Ủa lộn, tôi lộn. Vui chỗ nào mọi người? Cứ nghĩ rằng đầu tiên đây là Châu thua. Mọi người đâu có thể tin được rằng. Anh Giang ơi, thời em tới rồi. Mọi người thấy chưa? Mắt thường Tuấn Dũng nè. Dạ. Hữu Tính nè. Châu về mà giữ giữ không? Vừa đủ, vừa an toàn luôn. Thầy ơi, Tuấn Dũng có thái độ với em. Tại sao vậy ạ? Tại vì hồi nãy anh đề, mình biết mình chơi cái trò này thì mình ăn một tô bún riêu thôi. Hồi nãy ăn một tô bún riêu với cơm nữa, cái năng lượng nó nhiều quá, nó đẩy ra mạnh. À, nãy giờ ăn hai tô hả? Dạ, hai tô, một bún riêu, một cơm, nãy em mới nói em kìa. Khủng khiếp. Thôi, nói gì nữa. Đây, đòi cho xinh xắn. Dạ. Ca sĩ đòi vô đi hát cho vui. Xui nó lầy anh ơi, xui lầy. Rồi. Trời ơi. Mời bạn tiến vào vị trí của những người bị loại. Ai buồn gì vậy? Ba bạn còn lại mời đến bàn ăn. Xin mời. Ôi là trời. Postcard mở, chuyện hẹn hò đang phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube V Shows.